thị trấn này có hơi kỳ lạ, mặt trời vừa lặn xuống núi, cảnh sát trưởng sẽ cầm chuông, nhắc nhở những người bên ngoài nhanh chóng về nhà. Họ đóng hết cửa lại, treo một hòn đá lên. Màn đêm buông xuống, bé gái cầu nguyện xong chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng bà ngoại gọi mình ngoài cửa sổ. Cô gái kéo rèm lên, phát hiện người này trông không giống bà. Nhưng cho dù là như thế, cô bé vẫn mở cửa sổ trước ra sự van xin của người bên ngoài. Sau khi bà mẹ phát hiện gấp gáp can ngăn, nhưng vẫn chậm một bước. Sáng hôm sau, Frank tỉnh rượu và về đến nhà, thấy một nhóm người đang tụ tập trước cửa. Cảnh sát trưởng vừa nhìn thấy anh đã tát cho anh một phát, mắng mỏ anh trong nhà có trẻ nhỏ thì nên canh chặt cửa sổ vào. Tại sao không nghe? Cảnh sát trưởng lôi anh vào phòng ngủ của con bé, cảnh tượng thê thảm không dám nhìn. Frank khuỵu xuống đất gào khóc. Hóa ra điều bí mật chính là đây. Bất cứ khi nào màn đêm buông xuống, những con quái vật xung quanh thị trấn sẽ biến thành hình dáng của con người. Sau đó cố gắng thuyết phục mọi người mở cửa. Một khi thành công, chúng sẽ lộ ra nguyên hình. Cách duy nhất để ngăn chặn chúng chính là khóa chặt tất cả các cửa trước khi trời tối. Sau đó treo hòn đá phép mà tổ tiên truyền lại lên cánh cửa. Bi kịch trong nhà Frank cũng là tại vạ đầu tiên. Sau 96 ngày cả thị trấn bình an vô sự. Do vi phạm các quy tắc sinh tồn của thị trấn, Frank sẽ phải đối mặt với hình phạt trong nhà sắt. Cùng lúc đó, gia đình Jim lái chiếc RV đi du lịch. Kết quả có một cái cây lớn chắn ngang đường, một đàn quạ bay lượn trên bầu trời. Có vẻ đây không phải là điềm lành. Jim thấy nơi này không nên ở lại lâu, vì vậy định đi bằng đường vòng. Thế nhưng chuyện này vừa hay sập bẫy của bọn quái vật. Jim lái xe được một lúc thì chạy vào thị trấn kỳ lạ này. Con trai út để ý thấy lốp ô tô bên đường bị xẹp. Những người dân đang dự đám tang cũng phát hiện nhà di động chạy ngang qua. Tất cả đều đồng loạt chăm chú nhìn họ. Người vợ cảm thấy sởn hết gai ốc. Jim mạnh dạn bước xuống xe hỏi đường. Người đàn ông này sắp chết rồi. Đây là bộ phim truyền hình kinh dị năm 2022, thị trấn ác mộng hồi chuông lạ. Gia đình của Jim chạy lạc vào một thị trấn. Anh xuống xe để hỏi đường, nhưng không ai để ý đến anh ta. Cảnh sát trưởng bước ra và nói với anh ta rằng anh ta có thể men theo con đường này đâm thẳng ra đường cao tốc. Gia đình Jim lại lên đường. Không biết chạy được bao lâu, họ lại quay về thị trấn. Người vợ ngờ ngợ có lẽ ban nãy không trông thấy ngã tư. Thế là lần này Jim đi chậm lại, cẩn thận quan sát trong suốt chặng đường. Nhưng họ lại quay về thị trấn. Jim không tin vào ma quỷ. Lần này anh ta quay đầu xe chạy về hướng ngược lại. Cảnh sát trưởng thấy trời sắp tối, bảo đồng nghiệp mang giải đinh chặn đường ra. Cả gia đình Jim cảm thấy hoảng loạn. Bỗng nhiên đằng trước có một chiếc xe lao tới. Đối phương dường như cầm lái trong tình trạng say rượu. Để tránh đi, Jim lao vào lùm cây. Tài xế chiếc xe đen loạng choạng bước ra khỏi xe, chạy đến thị trấn tìm người giúp đỡ. Lúc này cảnh sát trưởng và đồng đội đang đặt rào chắn. Họ buộc phải chặn xe của Jim lại, bởi vì chỉ vài tiếng nữa thôi là trời sẽ tối. Nếu họ không dừng lại, cả gia đình Jim chắc chắn sẽ chết. Khi cảnh sát trưởng nhìn thấy anh tài xế máu me đầy đầu, lập tức cho đồng nghiệp đưa anh ta đến bệnh viện, còn mình thì đến hiện trường tai nạn cứu viện. Không ngờ trong chiếc xe đen nọ vẫn còn một người nữa. Hiện Mai không được tỉnh táo cho lắm, cảnh sát trưởng lo anh ta chạy lung tung nên còng luôn vào xe, sau đó chạy sang chiếc RV. Ngoại trừ cậu con trai nhỏ, ba người còn lại không bị gì nặng. Lúc này đồng nghiệp dẫn người đến giúp. Cậu con trai út bị thanh gỗ đâm xuyên qua đùi, đã không còn cử động được nữa. Thấy trời sắp tối, cảnh sát trưởng ngay lập tức cho đồng đội đưa ba người còn lại về thị trấn. Nhưng người vợ không yên lòng về đứa con trai, cuối cùng Jim đã chọn ở lại. Khi mọi người đều đã rời đi hết, cảnh sát trưởng thấp thỏm nhìn màn đêm sắp tới. Mặc dù trong tay ông có đá phép của nhà Frank, nhưng ông chưa từng dùng nó ở trên xe, cũng chẳng biết có tác dụng hay không. Nhưng hiện tại ông chỉ có thể liều một phen. Cảnh sát trưởng treo đá phép ở trong xe. Jim không hiểu cảnh sát trưởng đang làm gì, ông không giải thích nhiều. Mặt khác đồng đội ông đang đưa họ về thị trấn, nhưng quên mất trên đường có giải đinh gai, bắt cái lốp xe bị đâm lùng. Họ chỉ có thể xuống xe chạy về thị trấn. Cảnh sát trưởng đóng hết cửa sổ trên xe lại, phát hiện ở trong rừng có vài người. Chúng tới rồi. Kế đó có tiếng gõ cửa vang lên. Jim tưởng đội cứu hộ đến, đáp lời rồi định ra mở cửa, lại bị cảnh sát trưởng ngăn lại một cách thô bạo. Mặt khác lúc nhóm người đến được thị trấn thì phát hiện cửa chính đã đóng chặt. Những người bên trong tưởng bọn họ là quái vật, không cho họ vào. Vẫn là người đứng đầu là Donald ra mặt thuyết phục ông chú đang canh ở cửa. Lúc này nhóm người ở bên ngoài trông thấy có vài người bước ra từ lối rẽ. Con gái lớn của Jim là Julie vừa nhìn đã nhận ra chàng trai trước mặt chính là anh người yêu của mình. Lúc đang định bước tới, cậu ta chỉ chào nhẹ, cảnh sát ngay lập tức rút súng ra bắn. Cậu ta lại nở một nụ cười quỷ dị. Khi cánh cửa được mở ra, cả đám tức tốc xông vào bên trong. Nhưng Donald phát hiện có vài người lạ mặt, lập tức cho người trói họ lại. Đây là chuyện mà mọi tấm chiếu mới đều phải trải qua, cần phải làm cho họ nhận thức được tình trạng hiện tại của thị trấn. Donald nói với vợ của Jim, ai trong thị trấn cũng đều đã trải qua những chuyện mà họ gặp phải. Cái cây lớn chắn ngang đường, đám quạ bay lượn trên bầu trời, và đi kiểu gì cũng không ra khỏi thị trấn được. 3 năm trước bà và em gái cũng tình cờ chạy vào đây. Kết quả cô em bị ăn thịt ngay tại trận, còn bà núp trong lùm cây rậm rạp mới may mắn thoát được một kiếp. Cho đến bây giờ, tiếng hét của cô em gái vẫn còn vang vọng trong tâm trí bà. Còn về nguồn gốc của đám quái vật và hòn đá, ngay cả linh mục ở đây cũng không rõ. Người theo chủ nghĩa vô đạo như cô vợ nhất thời không thể chấp nhận được. Bên phía chiếc RV, sau khi đợi những con quái vật xung quanh không còn động tĩnh gì nữa, bác sĩ mới rút nhành cây từ trong đùi cậu nhóc ra. Sau đó khâu lại vết thương, chịu đựng qua một đêm. Ngày hôm sau, cả gia đình 4 người cuối cùng cũng đoàn tụ.
Sau đó, gia đình của Jim tạm thời được xếp ở trong một ngôi nhà tập thể. Lúc bấy giờ cậu con trai nhỏ nhìn thấy, bên ngoài cửa sổ có một cậu nhóc đang chào mình. Bấy giờ cảnh sát trưởng nhận được thông báo, thị trấn lại có vụ giết người, chỉ là thảm kịch này không phải là một tai nạn, mà là do con người gây ra. Sarah, cô phục vụ trong nhà hàng chính, là thủ phạm. Cô ta có thể nghe thấy những con quái vật nói chuyện. Chúng nói chỉ cần giết một vài người là có thể tìm được đường rời khỏi đây. Dưới sự cám dỗ hết lần này đến lần khác, cô ta đã giết anh tài xế được cứu trước đó, thậm chí để che giấu sự thật, còn mở cửa cho đám quái vật vào trong, khiến tất cả y tá và đồng nghiệp đều bị hại. Cái chết của bố khiến anh ta có ý định trả thù đám quái vật. Câu nói này khiến cảnh sát trưởng rất xúc động, bởi vợ ông cũng chết dưới tay bọn chúng. Mai bên này cũng đã tỉnh. Donald một lần nữa lặp lại những lời mà bà từng nói với vợ Jim, nhưng không ngờ điều này lại khiến Mai cho rằng đây là một show truyền hình thực tế. Thế là dành một chiếc xe đạp, đi ra ngoài tìm manh mối qua ải. Buổi trưa, linh mục đến tìm gia đình Jim. Là thành viên mới, họ buộc phải tham dự nghi thức chọn lựa, cho dù là chọn sống trong thị trấn hay ở khu nhà tập thể. Một khi đã chọn thì không được thay đổi. Vị linh mục đưa họ dạo quanh thị trấn một vòng, nói cho họ biết các quy tắc sống ở đây. Vợ Baron tình cờ trông thấy một ngôi nhà lợp bằng sắt, hỏi thăm bọn họ đang làm gì. Vị linh mục đáp đó là hình phạt dành cho những kẻ không tuân theo quy tắc và gây ra cái chết cho người dân, để bọn họ ở bên trong một đêm mà không cho mang đá phép vào. Baron tò mò hỏi ngôi nhà thiết đã được sử dụng bao nhiêu lần rồi. Vị linh mục nói đêm nay sẽ là đêm đầu tiên, và đối tượng bị trừng phạt chính là Frank, chỉ vì anh ta uống say dẫn đến cái chết của hai mẹ con. Lúc đầu, Jim và Baron không có nhiều khái niệm về quái vật, cho đến khi vị linh mục dẫn họ đến nhà Frank, họ mới tin tất cả những gì họ đã nghe được trước đó. Và ngôi nhà này cũng sẽ là nơi ở dành cho họ. Baron nhất thời không chấp nhận được, cô không thể để bọn trẻ sống ở một nơi nguy hiểm như vậy được. Jim trấn an vợ, miễn là họ tuân thủ quy tắc thì sẽ không có ai phải chết. Huống chi, họ đã bị mắc kẹt ở đây, căn bản chẳng thể rời đi được. Vì vậy, trong buổi lễ lựa chọn buổi chiều, Baron đã chọn ở trong thị trấn. Nhưng điều mà cặp đôi không bao giờ ngờ tới là cô con gái lớn Julie thế mà lại chọn ở khu tập thể. Về phần Mai vẫn không tin lời họ nói, cho rằng nghi thức này chính là tổ tiết mục dành riêng cho mình. Cảnh sát trưởng chẳng muốn giải thích quá nhiều nữa, ép anh ta lựa chọn, sau đó cho người đưa anh ta tới nghĩa địa. Nhìn thấy xác chết, nụ cười của Mai tắt lịm. Khi cánh cửa từ từ mở ra, Frank hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn bước vào bên trong. Lúc đi lướt qua cảnh sát trưởng, anh ta phó thác lại câu di ngôn cuối cùng: "Ngài phải đưa tất cả mọi người về nhà đấy, cảnh sát trưởng. Tôi sẽ cố gắng hết sức." Màn đêm buông xuống, đám đông giải tán, Frank run rẩy một mình trong căn phòng thiếc. Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại. Ngày hôm sau, cảnh sát trưởng nhìn xác Frank đã hoàn toàn biến dạng. Trong lòng rất khó chịu, nỗ lực trong suốt một quãng thời gian dài như thế, các quy tắc của thị trấn rốt cuộc vẫn bị phá vỡ. Anh ta đưa Frank vào trong xe, chuẩn bị chôn cất anh ta chung với vợ và con gái. Cậu bé từ trong hầm chui ra, thị trấn đã biến thành địa ngục trần gian. Nhưng cậu bé mặc đồ trắng này lại chơi đu quay như thể chẳng có chuyện gì, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Cậu ta quay đầu nhìn cậu nhóc tóc dài, cậu nhóc cũng nhiệt tình đáp lại. Lúc này cậu bé mặc đồ trắng đột nhiên biến mất. Thoáng cái, Victor cậu bé tóc dài nọ nay đã bạc cả tóc mai. Đã nhiều năm trôi qua, Victor cứ luôn hồi tưởng về khoảng thời gian đó. Ông đã dùng bút màu vẽ cậu bé áo trắng cùng cảnh tượng năm đó ra. Ông không tin cậu bé mặc đồ trắng là có thật, cho đến khi Ethan hỏi ông có trông thấy một cậu nhóc sống ở ngoài này không. Cái gì cơ, cậu ta lúc nào cũng lượn lờ ở gần đây này, nhưng cháu chưa bao giờ thấy cậu ta ở trong nhà, thế nên cháu nghĩ chắc chắn cậu ta sống ở nơi nào đó ngoài này. Để gỡ bỏ khúc mắc trong nhiều năm qua, hôm ấy Victor đã ghé vào nhà hàng, nhân lúc Jim vào nhà vệ sinh, ông ta đã lấy ra một bức tranh và hỏi Ethan, đây là cậu bé áo trắng mà cháu gặp lúc trước phải không? Ông nhận được cái gật đầu từ Ethan, xem ra cậu bé mặc đồ trắng là có thật. Jim bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Victor đang lén lút nói gì đó với Ethan, nắm lấy cổ áo ông ta rồi đuổi ra ngoài. Victor không bỏ cuộc lại đến tìm Ethan, ông muốn dẫn thằng bé đi tìm cậu nhóc áo trắng. Ethan không muốn đi, Victor nói với cậu bắt buộc phải đi, bởi vì cậu nhóc đã chọn cháu. Victor đưa Ethan vào rừng. Trong lúc trò chuyện, cậu mới biết Victor là người đến thị trấn sớm nhất. Lúc bấy giờ Victor nhìn thấy cậu bé mặc đồ trắng, cả hai nhanh chóng đi theo, nhưng cậu bé áo trắng đã biến mất trước một cái cây. Victor cho rằng cái hốc cây trước mặt chính là nơi ẩn chứa bí mật. Ông nhặt một hòn đá lên vẽ ký hiệu, sau đó ném nó vào hốc cây. Chuyện quái dị đã xảy ra. Ethan hỏi ông sao làm được vậy. Victor cũng không biết. Ông suy đoán cái hốc cây là một cánh cổng, nhưng ông không chắc nó sẽ dẫn đến nơi nào. Có rất nhiều loại cây có hốc như vậy. Bấy giờ Victor bịt tai lại vì đau đớn, những ký ức về thời thơ ấu hiện ra trước mắt. Ông làm sao thế? Cháu không nghe thấy sao? Không ạ. Bên này vợ chồng Jim phát hiện không thấy Ethan đâu. Họ vào rừng tìm kiếm. Đột nhiên có hai con chó dữ điên cuồng sủa về phía họ. Tại thời điểm này, Victor bắn một phát súng xua đuổi con chó đi. Ấy Victor lại bắt cóc con trai mình. Jim định xông lên dạy dỗ ông ta. Tôi không phải kẻ xấu, tôi cũng sẽ không làm bất kỳ ai. Bố ơi, hãy để ông ấy yên. Jim, ông ta có súng. Rất xin lỗi. Jim, chúng ta đi thôi, mau lên.
về đến nhà, Victor lục tung album ảnh lúc nhỏ của mình, phát hiện con chó hung dữ mà ông đuổi khi nãy chính là con chó hồi đó mà ông thấy. Ông dán những bức tranh này lên tường. Nhìn bi kịch của thị trấn, Victor không biết nên cười hay là nên khóc. Thế là ông ra ngoài đào một cái hố. Donald đến hỏi ông lại phát điên cái gì. Lần này tôi chỉ muốn phòng họa trước thôi. Cùng lúc đó, để chào mừng sự có mặt của gia đình Jim, cảnh sát trưởng đặc biệt mời họ đi ăn cơm. Lúc này, một dòng chữ hiện ra trên cánh tay của cô phục vụ Sarah. Hãy giết cậu nhóc đó. Ngay khi Sarah chuẩn bị hành động thì cô ta bất thình lình ngã lăn ra đất và co giật. Sau khi kiểm tra, bác sĩ không hề phát hiện ra nguyên nhân, nhưng đề nghị cô ở lại đây một đêm để quan sát. Cảnh sát trưởng đến hỏi thăm tình hình. Bác sĩ chú ý tới tay cảnh sát trưởng đang run rẩy, hỏi ông tình trạng này đã diễn ra bao lâu rồi. Ông đáp ông không sao. Anh trai biết tin Sarah ngất xỉu, bỏ giờ công việc tức tốc chạy đến trạm xá, nhưng cảnh sát trưởng chặn anh ngay cửa, nói Sarah đang ngủ, bảo anh ngày mai hãng tới. Jim cho con trai và vợ một cây bút, bảo họ hãy viết hết vấn đề của thị trấn lên tường. Cho dù vấn đề đó có điên rồ đến đâu, miễn là bạn viết nó ra, có lẽ có thể tìm được cách thoát khỏi nơi này. Vấn đề đầu tiên mà Jim viết là chúng ta đang ở đâu. Anh trai Sarah về nhà, nhìn thấy chiếc váy dính đầy máu tươi của cô, ngẫm nghĩ. Sarah tranh thủ lúc bác sĩ rời đi, trộm con dao mổ trong ngăn kéo đi. Buổi tối Sarah hỏi bác sĩ, nếu bảo cô làm một chuyện thương thiên hại lý để tất cả mọi người trong trấn được về nhà, cô có làm không? Cô bác sĩ nghĩ ngợi, tỏ ý cô bằng lòng làm bất cứ chuyện gì. Có sự đồng tình của bác sĩ, Sarah không còn lo lắng nữa. Hôm sau, Sarah cầm con dao mổ đến thẳng nhà Jim. Lúc này, Byron đang ở trong phòng thay băng cho Ethan. Tốc độ lành vết thương của Ethan khiến Byron sửng sốt. Sau đó, Sarah đến thăm Ethan. Ethan đưa Sarah đến vòng đu quay trước cửa. Sarah muốn dẫn Ethan đi xem những chú động vật nhỏ trong kho thóc, nhưng Byron không yên tâm, muốn đi cùng. Cảnh sát trưởng đến mộ vợ. Ông có một ý tưởng điên rồ, có thể giúp người dân thị trấn thoát khỏi đây, nhưng ông không chắc là có nên làm như vậy hay không. Bởi lẽ một khi thất bại, người dân sẽ rơi vào tình trạng khốn cùng hơn. Bên này, để dụ Byron đi, Sarah nói với cô rằng trong trấn có rất nhiều chỗ để trú ẩn, phòng cho những tình huống khẩn cấp, trong kho cũng có một chỗ. Dứt lời bèn dẫn Byron vào trong kho. Sarah mở cánh cửa gỗ, đẩy Byron vào trong. Cô đang làm cái quái gì vậy, Sarah? Xin lỗi nhé Byron, xin lỗi, tôi làm thế cũng vì tốt cho cô, vì tất cả mọi người chúng ta. Sau đó, Sarah rút dao mổ chuẩn bị kết liễu Ethan. Ngay trong thời khắc nguy hiểm đó, anh trai của Sarah kịp thời xuất hiện. Sarah khóc lóc nói bảo đảm với họ đây là lần cuối cùng, sau đó mọi người đều có thể về nhà. Ethan nắm bắt cơ hội thoát khỏi sự trói buộc. Anh trai xông tới can ngăn Sarah. Không ngờ trong lúc vùng vẫy, Sarah cứ phải cổ anh mình. Tin tức nhanh chóng lan ra khắp trấn, mọi người nhao nhao chạy đến nhà kho hóng hớt. Khi linh mục đến, cảnh tượng trước mắt khiến ông choáng váng. Sau khi Jim giải cứu vợ ra, cả nhà ôm lấy nhau mà khóc. Lúc này cảnh sát trưởng cũng chạy đến, trông thấy ông linh mục đuổi bắt Sarah trở về. Ta dò hỏi, Sarah đã trốn vào rừng, không biết đi về hướng nào. Jim chất vấn cảnh sát trưởng rằng đã nói nơi đây là đại gia đình, kết quả đâu đâu cũng là nguy hiểm. Rồi sao, nếu cô ta quay về trước khi trời tối, chúng tôi sẽ giải quyết. Nếu không thì sao? Nếu không thì chứng tỏ cô ta đã bị xử rồi. Sau đó, cảnh sát trưởng đến nhà hàng, tìm thấy cô bác sĩ đang tự trách. Cô nói, giá như cô có thể sớm nhận ra tình trạng của Sarah, thì thảm kịch hôm nay đã không xảy ra. Cảnh sát trưởng trấn an cô và nói đây không phải lỗi của cô, đừng dằn vặt mình như thế. Lúc này, máy ghi âm trên bàn đột nhiên sáng lên. Điệu nhạc phát ra khiến ông chợt nhớ đến điều gì đó. Khi cả gia đình Jim về tới nhà, Byron ngẫm nghĩ rồi viết một câu hỏi lên tường. Chúng ta có may mắn sống sót sau vụ tai nạn xe hơi không? Trong một tầng hầm u tối, vị linh mục cầm một ngọn đèn bước vào. Dưới ánh đèn le lói có một cô gái đang bị trói. Cô gái ấy chính là Sarah, bởi vì trước đây ông đã nghe anh trai của Sarah nói. Sarah có thể nghe thấy một vài giọng nói. Ông muốn biết bí mật đằng sau những giọng nói đó là gì. Hóa ra Sarah vẫn luôn trao đổi với bọn quái vật. Sarah nói với linh mục, chúng đã tồn tại ở thị trấn này rất lâu rồi, vẫn luôn đợi chờ một người có thể nghe thấy âm thanh của chúng và giúp chúng. Rất rõ ràng, người này chính là Sarah. Giúp chúng làm chuyện gì? Giúp chúng trốn thoát, giúp chúng trở về nhà. Chúng nói chúng cũng là con người giống như chúng ta. Hóa ra những con quái vật đó cũng bị mắc kẹt ở đây, giống như những người trong thị trấn. Để làm Sarah tin, chúng thậm chí còn tiên đoán rằng sẽ có hai chiếc xe chạy vào thị trấn trong cùng một ngày. Và ngày hôm đó, sở dĩ Sarah ngồi bên đường chính là vì lời tiên tri của chúng. Trước đây thị trấn cũng xảy ra những chuyện tương tự. Khi hai chiếc xe xuất hiện cùng một ngày, mọi người trong thị trấn đều toi mạng. Nếu Sarah làm theo những gì chúng bảo, thì ai cũng có thể an toàn trở về nhà. Khi vị linh mục hỏi cô về nhà kiểu gì, Sarah lắc đầu và đáp cô cũng không biết. Lúc này, cánh tay của Sarah đột nhiên đau đớn dữ dội, giống như bị những con quái vật kia đoạt xác. Nói chúng cần giấy, vị linh mục cầm một tờ giấy tới. Sarah khó khăn vẽ ra một hình vẽ, mặc dù cô vẽ rất có phong cách của một bậc thầy, nhưng ông ta vẫn không hiểu. Bọn chúng nói, bọn chúng đã theo dõi ông ngay từ ngày đầu tiên ông tới.
chúng thấy ông chôn một chiếc túi. Đó chính là minh chứng cho sự tồn tại của chúng. Bây giờ cuối cùng vị linh mục cũng hiểu hình vẽ đó là gì. Sau đó ông ta đến bãi cỏ, đào một cái bao ra, cho đến khi ông ta nhìn thấy một miếng sô-cô-la. Ông ta như chết lặng, hình vẽ trên tờ giấy trắng chính là hình ở ngoài, bao bì của miếng sô-cô-la. Bên này, Jim đang ở trong nhà sửa bóng đèn, phát hiện chỗ quái dị của thị trấn này. Trong bóng đèn không có dây tóc, ngay cả phích cắm cũng có vấn đề, nhưng đèn vẫn có thể sáng. Lúc này, Mai ôm một đống đồ điện vô tuyến xông vào. Phấn khích nói rằng anh ta có cách thoát khỏi đây. Hai người họ tháo hết linh kiện có ích trong xe ra. Đến chỗ một gốc cây lớn trong trấn, định treo máy thu sóng lên chỗ cao. Jim trèo lên cây, Mai ở bên dưới nối dây cáp xong xuôi, lại phát hiện có rất nhiều màu tươi chảy xuống từ cái cây. Tiếp theo đó, anh ta hoảng loạn ngó nghiêng tứ phía. Lúc anh ta ngẩng đầu lên, xém chút nữa thì tè ra quần. Có mấy cái xác bị treo ở bên trên, trên cây còn có một ký hiệu bí ẩn, sau đó có tiếng súng lên đạn ở đằng sau vọng lại. Một gã đàn ông bất thình lình nã súng về phía anh. Mai hốt hoảng bỏ chạy vào rừng, trong cơn hoảng loạn Mai vấp té ngã lăn ra đất. Ngay lúc gã đàn ông nọ chuẩn bị tiện anh về Tây Thiên. Hóa ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh, Mai khiếp vía rời khỏi nơi này. Jim quay lại chỗ cái cây, thử liên lạc với thế giới bên ngoài bằng sóng vô tuyến, nhưng chẳng nhận được bất cứ phản hồi nào. Khi Jim quay trở về nhà, phát hiện bức tường bị đục một lỗ lớn, anh xuống tầng hầm và hỏi vợ đang làm cái gì. Baron đáp cô muốn biết sóng của TV được phát ra từ đâu. Cả đường dây dẫn điện đều nối ở dưới đất, điều này quá kỳ lạ. Baron hỏi Jim, anh có nhớ lần đầu tiên họ hẹn hò, cô làm cho Jim một chiếc vòng tay. Jim đáp nhớ, nhưng vào đêm cô con gái lớn Julie chào đời, anh làm mất ở bệnh viện rồi. Baron bảo anh nhìn về phía sau, chiếc vòng tay đó đang nằm trên kệ. Jim nhìn thoáng qua, cảm giác rất giống cái mà anh đã mất. Baron nói với anh, không phải giống, mà căn bản chính là nó, bởi vì cô có đánh dấu một ký hiệu đặc biệt. Jim hỏi cô tìm thấy nó ở đâu. Baron đáp, buổi chiều, lúc cô vào kho của nhà hàng để bỏ đồ thì phát hiện ra nó. Không thể nào. Jim, mọi thứ nơi đây đều kỳ lạ, hoàn toàn không theo một nguyên tắc nào cả. Mấy đường dây điện kia cũng thế. Chúng ta cũng chẳng tài nào hiểu nổi tại sao nó nằm ở đây, nhưng chúng ta có thể biết những đường dây này nối đi đâu. Jim thấy rất có lý, quyết định cùng đào với cô. Mai trở lại nhà hàng, không ngừng vẽ ký hiệu thần bí đó ra trên giấy. Lúc này, bà chủ trông thấy, khuôn mặt sững lại, bà dẫn Mai xuống nhà kho của nhà hàng. Đây đều là những món đồ mà người dân trong trấn để lại lúc chết. Bà chủ tìm được một cuốn sổ tay, bên trong có vẽ một ký hiệu tương tự. Mai cầm cuốn sổ về nghiên cứu, họ đã phát hiện ra manh mối quan trọng. Có một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong một bức ảnh cũ rích, đó chính là Victor. Màn đêm buông xuống, trong ngôi nhà tập thể có một người đàn ông đang rón rén đi lên lầu. Ông ta kéo rèm cửa ra. Bó hoa thật đẹp. Rất vui vì em thích nó. Lúc nào em có thể vào trong? Vị linh mục cầm túi đồ và đặt nó ở trước mặt cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng lấy món đồ bên trong ra, không hiểu nó có ý nghĩa gì. Linh mục kể lại câu chuyện ẩn sau nó. Hóa ra từng có một cậu bé cầu cứu linh mục, nhưng vì những chuyện lặt vặt trong nhà thờ, ông đã lấy một thỏi sô-cô-la ra rồi đuổi cậu nhóc đi. Và rồi cậu nhóc bị người cha giết chết. Nhìn xác cậu bé, ông vô cùng dằn vặt. Vốn dĩ ông có thể cứu được cậu nhóc đó, nhưng vì sự thờ ơ của ông mà hại chết cậu bé nọ. Tối đó ông uống say khướt nghe thấy một giọng nói. Sau đó thì lái xe đến nơi này. Nghe xong, cảnh sát trưởng nhún vai và hỏi tại sao lại kể chuyện này. Vị linh mục cho rằng họ đến đây đều có lý do hết, đồng thời nói với cảnh sát trưởng chuyện ông trói Sarah ở dưới hầm. Cảnh sát trưởng nghe xong lập tức rút súng chĩa về phía linh mục. Vị linh mục nói với ông, Sarah có khả năng là chìa khóa để họ giải mã tất cả bí ẩn. Có lẽ cô ấy có thể giúp mọi người thoát khỏi thị trấn này. Vị linh mục đề nghị dẫn theo Sarah cùng nhau đi vào rừng vào đêm nay, như vậy có thể tìm thấy lối ra khỏi thị trấn nhanh hơn. Cùng lúc đó, khu tập thể đang tổ chức một buổi tiệc vui vẻ. Trước ô cửa sổ nào đó ở tầng 2, một anh chàng đeo kính phải lòng con quái vật bên ngoài. Em đến để từ biệt. Cái gì? Đợi đã. Anh không hiểu ý em là sao. Em nói đi anh nghe. Tại sao anh không cho em vào trong? Em biết lý do mà anh không thể cho em vào. Em cứ ở bên ngoài nói chuyện với anh đi. Chẳng phải anh nói thích em sao? Anh thích em mà. Em không thể như vậy được nữa. Tới đây tìm anh, chỉ có thể nhìn anh lại chẳng thể chạm vào anh. Bởi vì em biết anh sợ em, anh chán ghét em. Không phải thế đâu, lúc nào anh cũng nói với em, ở trong đó anh cô đơn biết chừng nào. Nhưng anh chẳng tài nào tưởng tượng nổi em ở đây cô đơn cỡ nào. Em biến thành bộ dạng hiện tại, không phải là vì em muốn. Tạm biệt Kevin, đợi đã. Chiêu lạt mềm buộc chặt này triệt để khiến cậu ta cắn câu. Cậu ta mở cửa sổ, ngay khi cậu ta những tưởng bản thân tìm được chân ái, thì ngay sau đó ngỏm củ tỏi luôn. Ăn uống no nê, con quái vật chỉnh trang lại áo quần, rồi mở cửa sổ ra.
bấy giờ có rất nhiều quái vật ùa về đây. Mọi người đang tiệc tùng vui vẻ, không nhận thức được mối nguy hiểm đang đến gần. Một cô gái áo vàng đột nhiên nghe thấy một người phụ nữ đang cười khúc khích. Cô cười gì thế? Một giọt máu tươi rớt xuống. Người đàn ông vừa ngẩng đầu lên nhìn, mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài có tiếng còi. Donald đưa mọi người đến thị trấn để ẩn náu. Bây giờ con quái vật đang tấn công về phía họ. Linh mục nghe thấy đằng sau có người gọi mình. Ông ta bị cắt đứt động mạch, máu chảy không ngừng, chớp mắt toi mạng. Khi nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, miệng Victor lẩm bẩm bắt đầu rồi. Ông gấp gáp lấy dây thừng chuồn ra bên ngoài. Lúc này ông lại nhìn thấy cậu bé mặc đồ trắng. Cậu nhóc xoay người bước vào cánh rừng. Victor dẫn cả Julie đi theo. Họ đến một hốc cây. Victor nói với cô bắt buộc phải tìm được người anh trai. Nói với cậu ta rằng mọi thứ đã bắt đầu rồi. Julie không biết ông ta đang nói gì. Sau đó bị Victor đẩy vào trong. Julie đột nhiên đến một căn phòng. Trên một con đường với phong cảnh tuyệt đẹp ở thôn quê, cả gia đình đang lái xe đi du lịch, đột nhiên bị một cái cây lớn chắn ngang đường. Họ vòng đến một thị trấn xa lạ, đầy im ắng tĩnh mịch, vô cùng quỷ dị. Lúc này vị linh mục xuất hiện chắn đường họ, bảo họ mau xuống xe đi theo ông, nếu không bọn họ đều sẽ chết. Vợ cảnh sát trưởng rút súng lục ra, cho rằng gã này không được bình thường. Ông ta đáp cô có thể chĩa súng vào tôi cả đường cũng được, nhưng làm ơn hãy đi theo tôi. Cảnh sát trưởng không muốn dây dưa với hắn, ông đang định lái xe bỏ đi, đột nhiên phía xa có tiếng hét thảm thiết vọng lại. Vị linh mục nói chúng sắp tới rồi. Cả gia đình họ đành phải theo linh mục xuống tầng hầm. Hôm sau khi cảnh sát trưởng chui lên, ông thấy xác người nằm ngổn ngang. Vị linh mục dẫn ông đến một nhà hàng, giải thích những điều kỳ lạ về thị trấn cho họ. Bọn họ chỉ có thể giành giật sự sống trong bóng đêm dài dằng dặc. Đối mặt với hiện trạng của thị trấn, cảnh sát trưởng nhanh chóng đặt ra một thể chế sinh tồn. Ông đồn hết tâm trí vào việc khám phá thị trấn, khiến đứa con trai cực kỳ bức xúc. Cậu muốn cha mình dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cậu cảm giác tình trạng của mẹ không được tốt lắm, nhưng cảnh sát trưởng không hề để tâm đến điều đó. Cuối cùng thì một ngày nọ cũng có chuyện xảy ra. Hôm ấy ông đi thăm dò trong rừng thì một con chó xuất hiện trước mặt ông. Ông liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng tìm thấy chủ nhân của nó. Lúc chuẩn bị bước tới thì con chó quay đầu chạy vụt đi. Cảnh sát trưởng lập tức chạy theo. Cái kết bị lạc mất đường cùng với màn đêm buông xuống, những con quái vật bắt đầu rục dịch. Ông thủ súng khiếp đảm quan sát xung quanh, lại vô tình rơi ngã vào một cái hang động. Điều kỳ lạ là bọn quái vật ở trước cửa động không hề xông vào. Sau đó ông phát hiện ra những hòn đá có thể bảo vệ được mọi người. Ông gom hết chúng lại rồi mang về thị trấn. Lúc này một tiếng súng vang lên, cảnh sát trưởng tức tốc vọt về thị trấn, trông thấy người vợ đang dùng súng bắt giết người vô tội. Cảm ơn, cầu xin cô, tại sao cô lại làm như thế? Không sao đâu mà, đây không phải là thật mà là ác mộng. Cách duy nhất chúng ta có thể làm là thức tỉnh mỗi một người. Sẽ ổn thôi mà, trong giấc mơ cô sẽ không chết đâu. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Khi cảnh sát trưởng khuyên bà bình tĩnh lại thì đứa con trai chạy tới. Vợ nhắm súng vào thằng bé. Ngày hôm sau, Julie về đến nhà, kể với cha mẹ về cuộc trốn chạy khủng khiếp của mình. Còn chỉ biết ngay trước đó bản thân vẫn còn ở trong hốc cây, nhưng vụt một cái con lại ở trong cái tủ lớn dưới tầng hầm. Không thể nào, một cái cây đưa chị về đây. Victor bảo nó có thể dẫn chị tới rất nhiều nơi. Đôi khi, nơi mà mọi người đến đều không giống nhau. Có lẽ ông ấy được đưa tới nơi khác. Kể xong một hồi, Julie bèn đi tìm Victor. Lúc này, Mai xông vào, hỏi Julie Victor đang ở đâu, để không làm phiền con gái. Jim đẩy anh ta ra ngoài. Mai nói rằng anh ta có phát hiện mới. Trong bức ảnh này, anh ta tìm thấy bóng dáng của Victor. Jim đánh rơi cuốn sách xuống đất, oán trách anh ta lần trước ở trong rừng bỏ chạy giữa chừng. May mà điện vô tuyến có hiệu quả, nếu có thể trèo lên chỗ cao hơn, nếu có đủ sóng, có lẽ sẽ gửi được tín hiệu đi. Cùng lúc đó, cảnh sát trưởng tìm thấy Sarah theo chỉ dẫn của linh mục và dẫn cô ta đến một ngôi nhà nhỏ trong rừng, bảo cô ngồi đó đợi ông. Ông cần quay trở lại thị trấn chuẩn bị một chút, đồng thời cảnh cáo cô đừng nghĩ tới việc bỏ trốn. Trong thị trấn, Donald đang chỉ đạo mọi người bắt đầu sửa lại ngôi nhà tập thể. Jim nói về kế hoạch của mình, hy vọng mọi người xây một cái tháp cao để thu sóng. Lúc cảnh sát trưởng vác theo hành lý chuẩn bị vào rừng thì thằng con bất thình lình xuất hiện. Vì cái chết của mẹ nên cậu ta luôn oán hận cha mình, nhưng cậu ta cũng hiểu đây không phải là lỗi của ông. Sau khi hai cha con ôm chầm lấy nhau, cảnh sát trưởng liền dẫn Sarah vào trong rừng. Liệu bọn họ có thể tìm được lối ra không? Tập trước chúng ta đang kể tới đoạn cảnh sát trưởng dẫn theo Sarah vào rừng sâu. Cứ đi được một đoạn, ông sẽ khắc lên cây để đánh dấu phòng bị lạc trong rừng. Không biết đi mất bao lâu, họ đến chỗ một cái cây treo đầy chai lọ. Ông chẳng thấy cái cây này bao giờ, cho rằng đây là một manh mối quan trọng. Đang định dò thám một phen
Sarah đột nhiên vô cùng đau đớn, dường như giọng nói bí ẩn đó lại vang lên trong đầu cô. Kế đó, Sarah bắt đầu co giật, cuối cùng ngất lịm đi. Cùng lúc đó, Baron vẫn đang đào những cái hố sâu dưới tầng hầm, nghe thấy Jim gọi mình lên lầu ăn cơm. Khi cô cầm đèn đi lên, đột nhiên quang cảnh xung quanh trở nên rất lạ lẫm. Còn có tiếng chuông quỷ dị vang vọng bên tai, và lại còn có cả tiếng khóc của trẻ con. Cô sợ hãi, gấp gáp trèo lên. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng có một số người không tài nào chịu được nỗi sợ hãi và căng thẳng kéo dài, nên họ chọn cách tự sát. Kế hoạch xây dựng tòa tháp của Jim và Mai vẫn còn trong giai đoạn gấp rút, nhưng thị trấn không đủ vật liệu, tất cả số bình ắc quy cũng chỉ có thể kéo dài trong vài giờ. Họ buộc phải tìm một thứ để thay thế. Sau khi về nhà, Mai vẫn còn sầu não về chuyện lượng điện. Bà chủ lại nói với Mai rằng chuyện đó đơn giản thôi, chỉ cần anh bật công tắc là có điện rồi. Điều này khiến Mai dường như nghĩ ra điều gì đó. Jim về đến nhà lại tiếp tục đào hố. Họ có linh cảm rằng manh mối nằm ở phía dưới. Ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng cái xẻng cũng chạm phải một thứ gì đó kỳ lạ. Dường như mọi nghi vấn sắp được giải đáp. Màn đêm buông xuống, cảnh sát trưởng dựng một túp lều. Lúc bấy giờ, Sarah cũng tỉnh lại. Cảnh sát trưởng nói với Sarah, ông tốn rất nhiều công sức mới lấy được một cái lọ. Bên trong chỉ có một tờ giấy, ít 1864. Ông suy đoán, tất cả các chai trên cây đều có những mảnh giấy tương tự. Lúc này, Sarah nói với cảnh sát trưởng, hôm nay cô nghe được một giọng nói khác. Lần này là một người phụ nữ, cô ta nói rằng chúng ta không nên đến chỗ này, bởi vì có một số thứ còn đáng sợ hơn những con quái vật đó. Bà ta còn nói những lời rất kỳ lạ. Bà ấy cứ nói rằng, nói với ông Fish and Lope rằng ta đã sai. Nghe đến đây, cảnh sát trưởng sững người trong giây lát. Đúng lúc này, bên ngoài dường như có thứ gì đó đang tới gần. Qua một hồi lâu, cuối cùng thì bên ngoài cũng yên tĩnh. Cảnh sát trưởng mau chóng treo đá phép lên. Bấy giờ, bên ngoài lại vang lên tiếng còi. Cùng với luồng ánh sáng chói lóa, cả hai khiếp đảm, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát trưởng và Sarah trong lều khó khăn chịu đựng qua một đêm. Hôm sau, khi họ ra khỏi lều, cả người như chết lặng, toàn bộ khu rừng bị mạng nhện bao phủ. Mới sáng sớm, Mai đã xông vào nhà Jim, nói rằng mình đã tìm ra cách cung cấp nguồn điện cho tháp tín hiệu. Sau đó lấy máy sấy tóc ra, cắm dây điện vào đế đèn, rồi bật lên, cả đèn và máy sấy tóc đều hoạt động. Họ báo tin tốt này cho mọi người dân trong thị trấn, đồng thời chỉ dẫn mọi người mang hết những món đồ có dây điện tới khu nhà tập thể, tháo hết dây ra rồi lại nối chúng lại với nhau. Tin chắc rằng sẽ nhanh thôi họ có thể phát được tin hiệu. Cảnh sát trưởng đưa Sarah tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, Sarah nói với cảnh sát trưởng, người phụ nữ ở trong đầu cô đêm qua bảo cô nói với người đàn ông tên Fish and Lope, bảo ông ta mau chóng rời khỏi đây. Cảnh sát trưởng không khỏi ngạc nhiên, bởi vì Mr. Fish and Lope là biệt danh của ông. Chỉ có vợ con ông biết, đây liệu có phải là điềm báo của vợ ông chăng? Lúc bấy giờ, cảnh sát trưởng nghe thấy một tiếng kêu cứu. Cảnh sát trưởng nhanh chóng bước tới kiểm tra, phát hiện có một người phụ nữ bị quấn trong tơ nhện. Vừa vạch lớp màng ra nhìn kỹ, bên trong thế mà lại là người vợ quá cố của ông. Tơ nhện dưới chân bị xé rách, vô số con nhện bò ra, chúng bò lên người ông gặm cắn. Ông tức tốc cởi đồ ra phủi. Lúc này ông nhìn lại chỗ vợ nhưng lại chẳng thấy gì. Bị cắn xong, dường như thần kinh ông đã có vấn đề, thậm chí khắp người bắt đầu đau nhức. Ông chịu đựng cơn đau tiếp tục tiến lên. Thời gian trôi dần, trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Bấy giờ, một ngọn hải đăng đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Nhưng tình hình của cảnh sát trưởng ngày càng tồi tệ, ông không đi nổi nữa. Vào thời khắc quan trọng này, cậu nhóc áo trắng trong truyền thuyết hiện ra. Cậu bé chỉ dẫn cho họ trước hết nấp vào gốc cây. Sarah để ông chui vào trước, ông phải quay về thị trấn báo tin này cho mọi người. Khi cảnh sát trưởng bước vào, nó trông giống như một cái giếng sâu. Bốn phía xung quanh đều là tường, chẳng có lối thoát, chẳng có ánh sáng, chỉ có sự tuyệt vọng. Ông hô hào kêu cứu, có ai không, cứu tôi với. Trong khu tập thể, mọi người bắt đầu xây tháp tín hiệu. Dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người, tòa tháp cuối cùng cũng hoàn thiện. Hy vọng nằm ngay trước mắt. Sau đó, họ bật hết nguồn điện lên. Jim bắt đầu kêu cứu thử. Bên trong truyền tới tín hiệu yếu ớt. Lúc này có người chú ý tới một đám mây đen lớn lơ lửng ở phía xa. Có vẻ như một cơn bão sắp ập đến thị trấn. Nếu không nhanh chóng liên lạc với bên ngoài, thì nửa tiếng sau, mọi nỗ lực của họ sẽ trở nên vô ích. Jim không ngừng kêu cứu, nhưng chẳng có ai đáp lại. Ngay khi mọi người sắp sửa bỏ cuộc, thì đột nhiên radio vang lên giọng nói của một người đàn ông. Xin chào, có ai ở đó không? Vâng vâng, chúng tôi đang ở đây. Chúa ơi, anh không biết được đâu. Chúa ơi, nghe này, chúng tôi không còn nhiều thời gian. Anh ở đâu? Wow, chờ đã, là Jim phải không? Không ngờ bên kia lại biết tên anh, còn bảo vợ anh không nên đào cái hố đó. Jim nhận ra vợ mình đang gặp nguy hiểm.
anh ta quăng thiết bị chạy vội về nhà. Bên này, Burren tiếp tục đào hố. Đột nhiên mặt đất sụp xuống, Burren rơi xuống dưới. May mà không có việc gì. Nơi đây dường như là một không gian khác. Khi người vợ nhìn vào dây điện trước mặt, cô tràn đầy ngờ vực. Đúng lúc này, Victor, người biến mất đã lâu, cầm đèn pin bước tới. Cô tới rồi. Cậu nhóc từng nói cô sẽ đến đây. Cái gì cơ? Cậu nhóc mặc áo trắng từng nói cô sẽ đến, bảo tôi đợi cô. Victor dùng đèn pin chỉ vào hình vẽ trên tường rồi nói, ở đây không an toàn. Đây là nơi những con quái vật nghỉ ngơi. Những hình vẽ này là do chúng vẽ. Có vẻ như họ cũng bị mắc kẹt ở đây. Đang nói thì đá không ngừng rơi xuống từ bên trên. Victor lôi Burren ra khỏi chỗ đó. Khi Jim về đến nhà, đã chẳng thấy bóng dáng Burren đâu cả. Chỉ còn lại một hố đen thăm thẳm. Lúc này, máy ghi âm trong nhà hàng thị trấn lại sáng lên. Một chiếc xe buýt từ từ chạy tới, đậu ngay trước cửa nhà hàng. Đây chính là phần đầu tiên của bộ phim Thị trấn ác mộng hồi chuông lạ 2022. Còn chưa lấp hố xong, lại đào thêm vài hố mới.